trong phòng cưới của gia đình hoặc nhà trai, chúng tôi cho các bạn những chỗ ngồi hợp lý nhất để chuẩn bị đám cưới đẹp nhất, và chúc mừng tình yêu cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Cô dâu và chú rể đang chụp ảnh. Vâng, thật đúng như vậy. Mẹ ơi, con đã về đây. Mẹ ra về đón con dâu mẹ vào. Và trước khi bước vào chương trình ca nhạc đặc biệt hôn lễ cho ngày cưới của chú rể Vũ Đào và Nguyễn Thu, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và được kính mời người mẹ thân thương của chú rể Vũ Đào bao năm ngày đời tháng chờ sẽ đón hai con vào trong nhà để thắp hương cúng tổ ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời quý đại biểu khách quý, mời các chị và bạn bè nam nữ thanh niên, chúng ta sẽ triển khai vào phía bên trong phòng lễ gia đình của nhà trai chúng tôi, cho chuẩn bị những chỗ ngồi hợp lý nhất để dự bày ngày khúc đám cưới đẹp nhất của các bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng và được kính mời người mẹ thân thương của chú rể và cô dâu bao năm ngày đời tháng chờ sẽ đón hai con vào trong nhà để thắp hương trước khi bước vào chương trình căn nhà đặc biệt chúc mừng đám cưới đặc biệt của đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin mời mẹ dẫn hai con vào thắp hương cúng tổ cũng như nhập phòng loan. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được kính mời các vị đại diện cho đại biểu của hai bên gia đình và những hàng ghế phía đầu tiên bên trên của hương trường phòng cưới. Xin được kính mời quý vị đại biểu khách quý, anh các chị cũng như bạn bè thanh niên nam nữ, chúng ta triển khai vào phía bên trong tư gia phòng cưới khuôn viên của gia đình của nhà trai chúng tôi ngày hôm nay đang được bố trí với những hàng ghế duyên dáng xinh xắn để được hân hoan được kính mời quý vị đại biểu khách quý, anh các chị cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ, chúng ta ngày hôm nay đã dành một tình cảm đặc biệt ưu ái và chúc mừng hạnh phúc cho các bạn trẻ của chúng ta, cũng như dành tình cảm đặc biệt cho hai bên gia đình ngày hôm nay đã về dự buổi đám cưới đặc biệt để chúc mừng lễ thành hôn cho Vũ Đào được sánh diện cùng với cô dâu Nguyễn Thu hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, và lúc này phía bên trên đầu của hôn trường mặt cưới còn đang rất là rộng chúng tôi. Xin được kính mời quý vị đại biểu khách quý và các chị, chúng ta sẽ triển khai vào phía bên trên. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được kính nhờ đến anh em trong ban tiếp tân của gia đình hoặc nhà trai ạ. Chúng ta sẽ triển khai sơn trà thuốc nước, bánh kẹo hạt dưa. Kính mời quý vị đại biểu khách quý quan thiên hai họ cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ gần xa mời châu, mời trà, mời thuốc, mời nước và dự ngày hạnh phúc đẹp nhất chúc mừng cho đám cưới của hai em chúng ta ngày hôm nay. Xin được kính nhờ anh em thanh niên trong ban lễ tân của gia đình hoặc nhà trai với tấm lòng mến khách. Chúng ta thật khẩn trương triển khai bưng trà thuốc nước bánh kẹo hạt dưa kính xin lên quân viên hai sổ cùng toàn thể quý vị khách quý, dành các chị bạn bè thanh niên nam nữ. Và lúc này phía bên trên là hội trường phòng cưới, chúng tôi còn đang thấy những hàng ghế còn đang rất trống, rất rộng chỗ ngồi. Xin được kính mời quý vị khách quý, dành các chị, chúng ta sẽ triển khai vào phía bên trên chọn cho mình những chỗ ngồi hợp lý nhất để dự ngày đám cưới đặc biệt và chúc mừng tình yêu cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Và vâng, chương trình đăng ký những món quà tặng vợ, mừng những ca khúc viết về đám cưới đặc biệt của các bạn trẻ chúng ta, chúng tôi đang bắt đầu nhận những tiết mục và đăng ký âm nhạc ạ. Xin mời các anh chị bạn bè nam nữ thanh niên, những ai có những món quà tặng vợ và đặc biệt là những ca khúc viết về ngày đám cưới đặc biệt của các bạn trẻ ngày hôm nay, xin mời quý vị các anh chị chúng ta khẩn trương đăng ký gửi về cho chương trình để cùng phục vụ ngày vui và chúc mừng cho đám cưới đẹp nhất của hai em chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức xin được thay lời đặc biệt cho gia đình ông bà ông hữu cũng như thay lời cho chú rể với cô dâu. Xin được chân thành kính mời quý vị đại biểu khách quý, anh các chị. Chúng ta còn đang đứng ở phía bên ngoài cổng hội trường, chúng ta triển khai vào phía bên trên những hàng ghế. Ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi đang bố trí những hàng ghế vâng rất rộng chỗ ngồi. Xin được kính mời quý vị khách quý, anh các chị, chúng ta chọn cho mình những chỗ ngồi vâng hợp lý nhất để ổn định chỗ ngồi và dự ngày đám cưới đẹp nhất chúc mừng cho tình yêu của hai em chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được kính nhờ anh em trong ban lễ tân của gia đình chúng ta vâng sắp được ở phía bên trên đầu hội trường mọi người chưa có bạn nào viêm ạ.
xin mời quý vị khách quý chúng ta. Cùng một lần nữa cho phép tôi xin được kính mời các chị cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ, những ai có những món quà tặng phẩm và đặc biệt những ca khúc viết về ngày đám cưới đẹp nhất của chủ đề Phú Đạo được sánh duyên cùng với Nguyễn Thu. Xin mời quý vị khách quý, các chị chúng ta thật khẩn trương đăng ký gửi về cho chương trình để chúng tôi lên một lịch trình hạnh phúc. Và đặc biệt ngày hôm nay sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng long trọng, chỉ có diễn ra được tại quê hương xóm 3 xã Hồ Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, và đám cưới đặc biệt của chủ đề Phú Đạo được sánh duyên cùng với cô dâu Nguyễn Thu ngày hôm nay. Bông hai, bông hồng đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay, đoàn trước đài chủ đề Phú Đạo và cô dâu Nguyễn Thu, xin mời hai em sẽ đứng dậy ra mắt, cúi đầu kính chào toàn thể quan viên. Hai sao họ chúng ta nổ một tràng tay thật lớn để chào mừng hạnh phúc đám cưới cho hai em của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời hai em bạn trở về chỗ ngồi. Lần đầu tiên, ban tổ chức xin được thay lời cho gia đình và đôi duyên mới cùng với anh em ban nhạc Hương Quê. Chúng tôi ngày hôm nay rất được vui mừng hân hoan được đón tiếp quý vị đại biểu, khách quý, quan viên hai họ cùng các chị bạn bè thanh niên nam nữ ngày hôm nay đã đến từ khắp mọi nẻo đường tổ quốc Việt Nam đã về dự với đám cưới đặc biệt để chúc mừng cho chú rể Vũ Đạo và cô dâu Nguyễn Thu. Và hôm nay đám cưới của đôi bạn trẻ chúng ta cũng đang được diễn ra tổ chức tại tư gia phòng cưới của gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà ông Hữu, quê hương xóm 3 xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Xin được thay lời cho gia đình và đôi duyên mới cùng với anh em ban nhạc Hương Quê, cho phép tôi xin được thành kính gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, quan viên hai họ cùng toàn thể các chị bạn bè nam nữ thanh niên lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng trang trọng nhất. Kính thưa các cô, kính thưa quan viên hai họ, thật đúng như vậy, cây xa hoa rồi cũng có ngày đâm quả, trái trên cành rồi cũng có ngày sẽ chín, và tình yêu cũng thế, khi tình yêu đến hai trái tim cũng đã cùng hòa chung một nhịp đập. Thật vậy, khi đẹp biết bao của cái tuổi 20, tuổi khát khao, tuổi yêu đương ôm ấp mộng đời, tuổi xây dựng hạnh phúc dân tộc và lâu đài hạnh phúc tương lai trong gấm vóc non sông, và dựng đến được cái hạnh phúc đẹp của tuổi xuân ấy. Không có tình yêu nào hạnh phúc cao đẹp bằng cái tình yêu của cái tuổi 18-20, mà khi cánh cửa của cuộc đời đang hé mở, ai cũng không khỏi xa xuyến và dồn lên trong lòng những ước mơ cao đẹp của tình yêu non sông, tình yêu đất nước, tình yêu của những đôi trai tài gái sắc mà người ta đang hò hẹn và sánh vai nhau trên những cánh đồng 10 tấn quê ta và trên những công trường đang dồn tiếng ca. Thật vậy, khi cứ mỗi mùa cười đến, tay nắm tay nòng phơi phới, mà khi tình yêu của chú rể Vũ Đạo đã trao cho cô dâu Nguyễn Thu đã thêm một màu nắng mới. Kính thưa hội hôn, con đường hạnh phúc của Vũ Đạo và Nguyễn Thu cũng đang đơm nhiều hoa thơm trái ngọt, và cũng như tình yêu của những đôi trai gái mà người ta dìu dắt nhau để tìm về từ nơi chân trời hạnh phúc, và cũng như tình yêu của Vũ Đạo và Nguyễn Thu, hai em của chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trên hai quê hương Nhi Hòa, Hùng Tiến yêu dấu của chúng ta. Khi lớn lên đến tuổi trưởng thành, được sự tìm hiểu, yêu thương qua những năm tháng, và ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, 19 tháng 10 năm 2018, cùng ngày 11 tháng 9 năm Mậu Tuất, hai bên gia đình bố mẹ của chú rể cô dâu cũng đã chọn ngày tốt tháng đẹp và long trọng tổ chức đám cưới đặc biệt cho hai con tại khuôn viên phòng cưới của gia đình ngôi nhà trai. Cho phép tôi xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Vũ Đạo được sánh duyên cùng với cô dâu Nguyễn Thu ngày hôm nay. Xin được chính thức bắt đầu. Thưa các cụ, kính thưa quan viên hai họ, vâng, vì là chỉ mới hôm nào đó dưới chất vàng sáng tỏ, đôi bạn trẻ đã gặp nhau, lời tỏ tình ban đầu đã được hé mở. Cảm ơn mối tình quê tha thiết dưới chất vàng đã đưa đôi bạn trẻ gặp nhau, hai trái tim hé nở mối duyên đầu, tình yêu đến thật là nặng nề, và cô dâu Nguyễn Thu đã mỉm cười khoác anh hồng nói khẽ: em chọn đời này sẽ mãi yêu anh. Và chú rể, vâng, Vũ Đạo nói rằng: gặp em dưới ánh trăng khuya, yêu em hơn cả đường về nhà anh, trăng sai ánh nước long lanh, rằng em đi giữa màu xanh đất trời, yêu em như chim non tiếng hót yêu đời, yêu em anh nguyện suốt đời thủy chung. Và hôm nay, vâng, cô dâu Nguyễn Thu của chúng ta đang rất hạnh phúc ạ, nhìn chú rể
Vũ đạo bảo rằng anh ơi hôm nay nhìn anh phong độ tuấn tú rất là đẹp trai, ước gì em được sống mãi một nhà anh ơi. Và hôm nay chúng mình đã hạnh phúc nên đôi, chung bát, chung đũa, chung nồi, chung mâm. Đôi ta như thể con tầm cùng ăn một kén rồi cùng nằm một nong. Đôi ta như hai con ong, con cuốn đằng trước rồi con đại bách lượn vòng đằng sau. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc cha mẹ, cô dì, chú bác ngày hôm nay về dự với lễ thành hôn đặc biệt của chú rể Vũ Đạo và cô dâu Nguyễn Thu. Cho phép chúng tôi xin được trịnh trọng giới thiệu và được chào mừng với sự nhiệt tình yêu ái của các cụ, quý vị đại biểu khách quý, quan viên hai họ cùng canh các chị bạn bè thanh niên nam nữ ngày hôm nay. Sự đông đủ các bạn của quý vị đại biểu khách quý thật là một niềm vinh hạnh cho hai bên gia đình và đặc biệt thêm phần hạnh phúc cho chú rể với cô dâu. Vậy ban tổ chức xin được kính mời toàn thể quý hôn chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào mừng đoàn đại biểu đại diện đặc biệt cho hai bên gia đình về dự đám cưới đặc biệt của đôi vợ trẻ chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc cha mẹ, cô dì, chú bác, anh các chị cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ. Và trước khi bước vào chương trình ca nhạc đặc biệt, cho phép ban tổ chức một lần nữa xin được trịnh trọng và được giới thiệu, vâng, chú rể Vũ Đạo và cô dâu Nguyễn Thu hai em, vâng, sẽ đứng dậy tiến về ba chiếc bánh kem không thể thiếu được trong những cái đám cưới đặc biệt của những đôi trai tài gái sắc. Xin mời em sẽ đứng dậy tiến về ba chiếc bánh kem ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được kính mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý, các anh các chị, chúng ta sẽ hướng mắt hết về sân khấu để theo dõi những khoảnh khắc, giây phút thiêng liêng đẹp nhất ngày đám cưới đặc biệt của hai em chúng ta ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị khách quý, vâng, ba chiếc bánh kem này cũng đã được những nhà thiết kế, vâng, tô lên cái một màu hồng tượng trưng cho tình yêu của đôi đứa. Và chiếc bánh dưới cùng xin được cảm ơn cha mẹ những bậc đã sinh thành ra chú rể của chúng ta. Kính thưa quý vị khách quý, xin mời hai em sẽ cắt bánh chiếc bánh đầu tiên và chiếc bánh thứ hai là kết nghĩa tình thông gia hai nhà nên một. Xin được chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, chiếc bánh trên cùng tuy rất nhỏ nhắn xinh xắn cũng chứa đựng rất nhiều tình cảm đặc biệt của đôi bạn trẻ chúng ta. Và kính thưa quý vị khách quý, nghi thức cắt bánh của hai em cũng đã xong và giờ đây xin mời chú rể cô dâu chúng ta sẽ tiến về, vâng, bàn thắp ly ạ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, và bây giờ xin được kính mời hai em sẽ cùng nắm tay nhau và sân banh, xin mời hai em sẽ cùng lắc ạ. Lắc thật mạnh và lắc thật đều và lắc theo cái nhịp đập của trái tim của hai em ạ. Và hai em sẽ bật theo ngược kim của đồng hồ ạ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ được nghe thấy tiếng lổ sức mạnh của tình yêu ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho ngày đám cưới đặc biệt của chú rể Vũ Đạo và Nguyễn Thu hôm nay ạ. Vâng, sức mạnh tình yêu cũng đã nổ lên rồi. Chú rể cô dâu của chúng ta hai em sẽ rót lên những bậc cao nhất của tình yêu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, vâng, đúng như vậy, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng nổi, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau, vâng, chú rể anh ấy không quản đường xa quý vị ạ. Vâng, đã rất nhiều lần chú rể Vũ Đạo của chúng ta, anh ấy bắt máy bay trở về quê hương Việt Nam để mà đưa bến tình cho cô dâu Nguyễn Thu ạ. Và bây giờ là những giọt rượu màu hồng ạ đang ùa theo những con suối nhỏ chạy về với đại dương bao la hạnh phúc của tình yêu. Quý vị chúng ta sẽ đưa những chiếc điện thoại thông minh đẹp nhất của mình trở về đây ạ. Vâng, bây giờ là iPhone S10, 11 và S12 ạ. Chúng ta hướng mắt về đây ạ. Tập trung kỳ này những khoảnh khắc đẹp nhất của đôi bạn trẻ. Và bây giờ là một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ, được không ạ? Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các chị, có thể nói rằng ngày hôm nay chúng mình cùng rót lên đây một chén rượu hồng để em làm vợ gắn lòng thủy chung. Và bây giờ đang cùng rót lên một chén rượu chung để em làm vợ sánh duyên trọn đời. Xin mời chú rể cô dâu sẽ vâng nắc chai sâm banh thứ hai ạ. Và trước khi vâng chú rể cô dâu rót ra sâm banh này, xin mời hai em sẽ lắc thật mạnh và lắc thật đều ạ. Vâng, những giây phút thiêng liêng rất hạnh phúc đẹp nhất của chú rể cô dâu trong đám cưới ngày hôm nay, chúng ta chỉ có thể được diễn ra một đám cưới đẹp nhất ở quê hương Hùng Tiến ạ. Xin mời em sẽ rót vào hai ly rượu Cabo trước ạ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, hai chai rượu sâm banh của Vũ Đạo và Nguyễn Thu
Chúng tôi cũng vừa mới nhập khẩu từ thủ đô Paris của nước Pháp và ngày hôm nay đã về tới quê hương Việt Nam. Và bây giờ cũng đang tay trong tay tình yêu nồng nàn hạnh phúc của chủ rể cô dâu đang rót lên những bậc cao nhất của tình yêu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng rượu đông, cha đờm thuốc thương, ông Tơ Bà Nguyệt cũng đã dẫn đường xe duyên cho tình yêu của chủ rể cô dâu đã được gặp nhau. Và bây giờ hai em của chúng ta đã được chín đủ mười thương biết vợ thành chồng trước sự chứng kiến của quý vị đại biểu khách quý quan viên hai dòng họ cùng toàn thể bạn bè thanh niên lớn chúng ta. Sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Chúc mừng cho tình yêu của hai em chúng ta hôm nay. Và bây giờ xin mời hai em ạ sẽ tiến về giữa bàn ạ. Hai em sẽ tiến về giữa bàn và sẽ hướng mắt về nhau và cùng nâng ly rượu ra môi lên ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý ạ. Vâng, giây phút nồng nàn của chú rể cô dâu. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ để chúc mừng hạnh phúc cho em của chúng ta. Dạ vâng, kính thưa quý vị, vâng, hai tay nâng chén rượu đầy tình trạng ý điếc và nồng sắc son. Xin được chân thành cảm ơn chú rể cô dâu. Và còn một nghi thức nữa, xin mời chú rể cô dâu sẽ lấy chiếc nhẫn cưới của hai em ra và trao cho nhau. Kính thưa quý vị khách quý, và đây là hai chiếc nhẫn cưới ạ, để làm bằng chứng tình yêu ạ và lòng trung thủy của chú rể. Vâng, vũ đạo đang trao cho tình yêu nồng thắm với cô dâu Nguyễn Thu ngày hôm nay. Xin mời cô dâu ạ trao nhẫn cưới cho chú rể. Kính thưa quý vị ạ, và chúng ta đang được chứng kiến những giây phút thiêng liêng, những ngọn nến hồng đang thắp sáng lên một gia đình mới. Và chúng tôi xin được cầu chúc cho tình yêu của chú rể cô dâu năm nào cũng là năm hạnh phúc, tháng nào cũng là tháng yêu nhau, tuần nào cũng là tuần trăng mật ạ. Và đêm nào chắc chắn rằng hai em sẽ hạnh phúc như đêm tân hôn ngày hôm nay. Xin mời trở về hai chiếc ghế dành riêng cho mình ạ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn.